Em chào cả nhà nha. Hôm nay em làm dưa cải chua hết cả nhà để ăn Tết nha. Em mua hai cái bắp này là 1,1 kg nè. Em quay cho cả nhà xem. Hai cái bắp cải ngon. Còn ở bên đây thì mình mua cái này là 5.000 đồng đường giọt thốt nốt nha. Còn đây là cái can muối. Rồi bây giờ cả nhà xem em làm nha. Em sẽ đem cái hai cái bắp cải này em đi rửa nha. Bây giờ cái hai cái bắp cải này em rửa sạch thì em dưỡng lên vậy cho nó ráo nha cả nhà. Bây giờ em cắt ra ha. Tại vì em phải cắt ra mới được. Cái nhà của người ta có cái đồ đựng bự thì mình sẽ để trong nguyên cái cây. Còn này mình có cái đồ đựng này đó. Muối nó nhỏ. Đó, em rửa từ bẹ. Ngon quá cả nhà. Cái này em cắt ra làm 4. Cái này dễ muối lắm cả nhà ơi. Giờ em cắt ra làm 4 cái này. Ngon lắm thì em bỏ qua đây. Cái bắp này nó còn to hơn nữa nè. Nhưng mà cái bắp cải mình là lý luôn đó cả nhà. Em làm từ từ cho cả nhà xem nha. Rồi. Giờ bắt đầu em đi nấu nước muối em đi trụng. Quá ngon. Sao con ký đồ bố mà. Rồi. Bây giờ em đi trụng nước sôi nha cả nhà. Bắt cái chảo nước này nó sôi nè cái nhà để em làm cho mau lẹ. Nó sôi nha, giờ mình bỏ cái cải vô mình trụng. Nó sôi vậy đó, cái lá nó mới xanh nha cái nhà. Làm cái này nó đơn giản lắm cái nhà ơi. Cái trụng cái này mình chở qua là được rồi, cái nhà để cho nó héo lá là được rồi. Có nhiều người thì đi phơi nha, còn em thì em không có phơi. Này mẹ chỉ em làm không có phơi. Mua được cái lá này á, nó dài mà nó lại ngon. Và bây giờ em sẽ vớt ra trong cái gỗ em để cái thau em để sẵn cái nhà để cho nó ráo nước. Vớt cái gỗ. Vớt cái gỗ mình để đứng lên cho nó ráo rồi cái nhà. Giờ mình tiếp tục mình lấy mình bỏ vô nữa. Hai bắp này 1,1 kg ngon quá. Quá đơn giản. Có 1,1 kg này có 11.000 với 5.000 đồng đường giọt thốt nốt nữa. Cái nhà với muối nữa là mình làm được một cái keo dưa cải chua ngon. Mình được nấu canh, mình được ăn với thịt kho. Để đè cái đậu xuống cho nó nước sôi cho nó xanh xanh nha cả nhà. Nhà giờ thấy ngon nha. Rồi bây giờ là cái bổn phận trụng của mình, nó vớt cái này nó ra nó là xong rồi đó cả nhà.
mình em đi nấu với nước nước muối, bỏ đường giọt thuốc hốt vô. Mình dựng dựng lên cho nó gáo nha cả nhà. Nếu mà mình mua cái dưa cải này đó thì người ta bán làm cho mình dưa 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 muối chua này nè, làm sẵn là cũng mấy chục ngàn ký cái nhà ha, mà mình làm ở nhà ăn thì nó sẽ tốt hơn, trừ khi nào mình không biết làm. Rồi bây giờ em đi nấu nước nước muối, em kéo ra đây cho thấy ngon nữa, em chụm cái màu xanh đẹp lắm cái nhà. Rồi đó cả nhà, bây giờ em sẽ bỏ muối vô trước cho cả nhà xem ha. Cái này thì em bắt lên 1.8 lít nước chứ chưa được ra 2 lít nha cả nhà. Em sẽ bỏ vô 2 muỗng muối. 2 muỗng muối đại. Từ giò thuốc đốt 5 ngàn. Cái này nó dính vô nè. Rất là ngon luôn. Em sẽ quậy lên. Cái này giống hệt như là mình làm cái chưa kiểu được đó cả nhà, nhưng mà cái này mình làm bằng đường giọt của thốt nốt nha. Hồi nhỏ thì em kêu bằng cái này là đường chảy không á. Mình quậy ra cho tan cái nó sôi lên, nó là mình để cho nguội, cái mình sắp sắp cải vô trong cái thố và cái gì mình yêu thích đó, thì mình đổ vô cái nhà là để 3 ngày là mình sẽ được hoàn thành cái dưa cải chua cái màu đẹp rồi đó. Cái này mình không có để màu thôi cái nhà, chỉ là mình xài đường chảy thôi nha, đường giọt đó. Rồi bây giờ nó sôi vậy cả nhà, với nó tan cái đường giọt với muối ha, giờ em tắt lửa em để cho nguội. Cái mình sắp cái cải vô trong cái thau hay là quạt cái gì cả nhà yêu thích đó, giờ em để cho nó gáo rồi nè. Giờ em tắt lửa. Bây giờ cái cải cả nhà em sắp vô trong cái xô ha, cái xô thấy thương lắm nè cả nhà. Nó vừa vô cái xô luôn. Bây giờ nước đã nguội rồi, em cầm cái này em khỏi cần lấy giá ha, em sẽ đổ vô. Quá vừa luôn á cả nhà. Giờ em lấy đũa em nhặn xuống. Không có để mạo chứ, mình để cái đường giọt thuốc nốt thì ngon lắm. Rồi bây giờ em để nắp lại 3 ngày là mình sẽ có cái dưa cải chua rất giòn, rất ngon luôn hết cả nhà. Hôm nay cái dưa cải mình được 3 ngày cái nhà, giờ em dở cái xô dưa cải lên ha. Có cả nhà thấy em làm dưa cải 3 ngày nè cả nhà. Dưa cải chua ha. Giờ hôm nay em vớt ra để mình ăn ha cái nhà. Em lấy đồ đũa. Đây. Thấy ngon quá cả nhà ơi. Mình làm ở nhà ăn á, nó không màu hết cả nhà ha. Giờ em vớt cái gỗ chó gáo. Cái này á, mình làm cái này là mình khỏi rửa lại. Còn nếu mà mình muốn rửa thì mình rửa lại ha cả nhà. Mình nhắm nó mặn hay là nó chua hay là gì, sở thích của mọi người á, thì mình rửa lại nha. Quá ngon hết cả nhà. Để em vớt cái hết cái gỗ cho cả nhà xem ha. Ngon quá cả nhà.
vậy em thấy hấp dẫn ghê luôn nha. Giờ nó gáo em bỏ ra cái gì đó. Ngon quá cái nhậu. Cái dưa cải nha cả nhà, mình kho với thịt ba gọi cũng ngon nữa, mà mình nấu canh cũng ngon nha cả nhà, nấu canh chua cũng ngon nữa. Bây giờ mình biết làm nhà rồi, làm mai mốt mình khỏi mua cả nhà. Đó. Cái nhà thấy cái dĩa dưa chua của em đây nè. Cái nhà nhìn thấy cái dĩa dưa chua muối của em. Nếu cả nhà có thích cái món mà dưa chua muối này để ăn Tết á, thì cái nhà làm cái cách theo em đi nha. Rất đơn giản mà ngon nữa. Bây giờ em ăn thử cho cả nhà xem nha. Em sẽ bóc một miếng này ha. Cái này là em không có rửa ha cái nhà. Nếu mà cái nhà xem mà mặn ngọt gì thì cho thích đó thì cái nhà rửa ha. Còn em thì vừa ăn rồi nên em không có rửa. Giờ em ăn cái này nha. Cái nhà mời cái nhà nha. Vừa ăn ngon quá cái nhà. Còn cái này là nếu mà mình muốn ăn thêm một miếng đường, một miếng tỏi ớt nữa là cả nhà trộn vô ha. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon. Cái hạt chua nè, mặn nè, ngọt nè, ngọt theo cái đường giọt của thốt nốt đó cả nhà. Còn nếu mà cái nhà không có ăn mặn hay là ăn chua gì mình rửa lại nhé. Còn em thì như vậy thì nó vừa ăn rồi. Ngon. Nhưng mà theo em á thì cái nhà nên rửa lại. Tại vì xài cái nhà ăn cái kiểu như dạng như là ngọt á thì mình rửa lại. Bởi vì cái này nó hơi chua, có chất chua, chất mặn, chất ngọt. Nhưng mà mình như em ăn mặn á thì mình để lại. Còn nếu mà ai mà ăn dừa thì phải rửa lại hết đấy nè. Tùy theo sở thích. Ngon quá. Giòn, ngon quá nhà. Rồi. Cái món dưa cải chua của em đã xong rồi. Nếu ai yêu thích cái món này á thì làm cái cách theo em đi nha. Nó vừa ngon vừa giòn. Ngon lắm, cái nhà em bảo đảm là ngon. Nếu không ngon thì cả nhà đừng có xem kênh của em nữa. Em bảo đảm rất ngon luôn. Tự nhiên em xin kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thân yêu kênh của Nhung Võ Vlog á thì cả nhà nhớ đăng ký kênh và like cho Nhung Võ Vlog một like và nhớ xem video tiếp theo cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và chúc cả nhà cuối năm ấy nhiều sức khỏe nha, vạn sự như ý, mà ăn phát tài phát đạt và đầu năm 24 cũng diễn hơn cả nhà. Giờ em xin kết thúc cả nhà, hẹn lại video tiếp theo cả nhà. Bye bye cả nhà.